Kim xin kính chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA trong suốt thời gian qua, và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Kim. Kim Phạm mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chương trình cập nhật news sẽ được Kim phát sóng mỗi buổi chiều vào thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 5 tháng 8 năm 2021 như sau. Anthony Fauci cảnh báo biến thể Covid nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện khi các trường hợp ở Mỹ gần 100.000 ca mỗi ngày. Tiểu bang nào sẽ bắt buộc nhân viên của tiểu bang phải tiêm vaccine? Tòa Bạch Ốc cho biết chưa có quyết định về quy định tiêm phòng cho khách du lịch nước ngoài. Thông tin thứ hai là Thượng viện đang đàm phán để nhanh chóng thông qua dự luật cơ sở hạ tầng. Tòa Bạch Ốc tiết lộ thêm 3 tỷ đô la tài trợ cho thảm họa địa phương, và thẩm phán dự kiến sẽ nghe các tranh luận về quyết định của thành phố Oklahoma chấm dứt trợ cấp thất nghiệp kéo dài. Và thông tin cuối cùng, mặc dù việc kiểm tra kích thích lần thứ tư chính thức từ chính phủ liên bang có vẻ như là khó xảy ra vào thời điểm này, nhưng các tiểu bang đang làm phần việc của mình trong việc đảm bảo tiền kích thích liên bang được phân phối, thì kiểm tra kích thích thứ tư đến từ các tiểu bang này, tiểu bang của bạn có trong danh sách này hay không, thì Kim mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết này nha. Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo rằng các đột biến coronavirus sắp tới có thể còn dễ lây lan hơn là Delta nữa, nơi có tải lượng virus cao hơn khoảng 1.000 lần so với biến thể Alpha. Alpha là cái biến thể mới ngoài cái Delta ra nữa nha quý vị. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, thì Mỹ đang báo cáo trung bình trong 7 ngày có gần 94.000 trường hợp mắc mới tính đến ngày 4 của tháng 8, tăng khoảng 48% so với tuần trước. Sự gia tăng Covid gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến những người chưa được tiêm chủng, và ông Fauci cho biết vẫn còn khoảng 93 triệu người đủ điều kiện chưa được tiêm chủng trên toàn quốc. Tiểu bang Maryland và Virginia sẽ bắt buộc nhân viên của tiểu bang phải tiêm vaccine chống lại coronavirus. Thống đốc Virginia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm là ngày hôm nay rằng tất cả 122.000 công nhân của tiểu bang sẽ phải xuất trình bằng chứng rằng họ đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19 trước ngày 1 tháng 9 hoặc là phải được kiểm tra nó hàng tuần. Bộ Lao động sẽ công bố báo cáo việc làm hàng tháng vào thứ Sáu là ngày mai, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các tác động kinh tế của biến thể đồng bằng của COVID-19. Các nhà kinh tế đang kỳ vọng dữ liệu mới cho thấy việc tuyển dụng vẫn tăng mạnh trong tháng 7 nhờ chi tiêu cho du lịch, ăn uống và giải trí. Ước tính đồng thuận và các nhà tuyển dụng đã thêm 850.000 việc làm bằng với tháng 6. Tin liên quan thì Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm là ngày hôm nay cho biết Mỹ đang xem xét mạnh mẽ việc yêu cầu du khách nước ngoài phải tiêm phòng đầy đủ COVID-19, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về cái việc mà liệu yêu cầu như vậy có được thông qua hay không. Điều đó chắc chắn đang được xem xét chặt chẽ, nhưng hiện tại đang trong quá trình xem xét quy trình chính sách nên tôi sẽ không vượt lên chính mình, thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc Jens Psaki nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Điều phối viên đối phó với coronavirus của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm cũng cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về cách mở lại du lịch quốc tế, và đề xuất các lựa chọn khác đang được xem xét ngoài cái việc yêu cầu du khách nước ngoài phải tiêm phòng. Điều này bao gồm một cách tiếp cận theo từng giai đoạn mà theo thời gian sẽ có nghĩa là với một số ngoại lệ hạn chế công nhân nước ngoài du lịch đến Hoa Kỳ từ tất cả quốc gia còn phải được tiêm chủng đầy đủ, quan chức này nói. Và không rõ chính xác khi nào Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với việc đi lại từ Mexico, Canada, châu Âu và các quốc gia khác. Tòa Bạch Ốc cho biết vào cuối tháng 7 rằng họ sẽ giữ nguyên các hạn chế với lý do là sự gia tăng của biến thể đồng bằng. Thông tin tiếp theo thì các thượng nghị sĩ đang nhắm đến việc hoàn thành một dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng có thể vào tuần này nha quý vị, mặc dù đảng Cộng Hòa không loại trừ rằng nó có thể sớm nhất vào thứ Năm. Thì các thượng nghị sĩ GOP bước ra từ các cuộc họp liên tục cho biết là dự luật khoảng 1.000 tỷ đô la có khả năng được thông qua vào thứ Bảy tuần này. Điều này sẽ yêu cầu một thỏa thuận để cắt giảm thời gian tranh luận thêm. Đảng Dân Chủ muốn hoàn thành hai phần của cuộc tranh luận về cơ sở hạ tầng của họ trước khi họ đi nghỉ vào tháng 8. Dự luật lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ USD và nghị quyết ngân sách bao gồm hướng dẫn soạn thảo gói chi tiêu 3,5 tỷ USD của Đảng Dân Chủ mà họ sẽ cố gắng thông qua mà không có sự hỗ trợ của GOP. Thượng viện nếu không có thỏa thuận thì sẽ phải đốt thêm 60 giờ trước khi họ có thể đi đến một cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Làm thế nào để xử lý thời gian đó là trung tâm của các cuộc đàm phán Thượng viện. Nếu không có thỏa thuận thì lãnh đạo đa số Thượng viện ông Chuck Schumer có thể kết thúc cuộc tranh luận sớm nhất là vào thứ Năm, thiết lập một bài kiểm tra quan trọng mà anh ta sẽ còn 60 phiếu bầu ngay sau thứ Bảy. Thông tin tiếp theo là Tòa Bà Đốc ngày hôm nay đã công bố hơn 3 tỷ đô la tài trợ thêm cho các dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu của tiểu bang và địa phương đối với bão và các thảm họa liên bang liên quan đến khí hậu khác. Thì cô thư ký của Tòa Bà Đốc nói rằng 3,46 tỷ đô la tài trợ mới thông qua chương trình tài trợ giảm thiểu rủi ro, tài trợ cho các dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho người và tài sản. Thì thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các nhà khí tượng học đang dự báo là một mùa bão trên mức trung bình, trong khi một loạt các đợt nắng nóng và cháy rừng đã tàn phá các tiểu bang miền Tây trong những tháng gần đây. Thì đó cũng là tin vui, bởi vì đây là mùa bão cũng như là mùa cháy rừng của nhiều nơi, thì đây là có thêm tài trợ của tiểu bang. Cho nên nếu như những tiểu bang mà có một cái emergency gì thì chúng ta cũng có một cái số tiền để mà chi trả cho cái chi phí này. Thì quý vị cũng biết là nhiều người ở Oklahoma dựa trên số tiền 300 đô la mà cái số tiền này của họ đã bị cắt rồi, cho nên những người dân ở đây đang thư kiện cũng như là cái vụ kiện của Louisiana đã được đệ trình ngay trước khi những cái người ở Louisiana phải bị tạm dừng cái số tiền 300 trước ngày 9 tháng 6. Thì đây là hai cái Oklahoma và Louisiana đang thư kiện nha quý vị về cái số tiền này, xem coi tòa án có xử là hai ở thành phố Oklahoma và tiểu bang Louisiana sẽ được tiếp tục tiền 300 trợ cấp thất nghiệp hay không nha. Thì thông tin cuối cùng có liên quan đến tiền, mặc dù việc kiểm tra kích thích lần thứ tư là thẩm chất lần thứ tư của chính phủ đó, liên bang có vẻ như là hiện nay không ai nói đến, nhưng các tiểu bang đang làm phần việc của mình trong cái việc mà đảm bảo tiền kích thích liên bang được phân phối. Thì là một phần của dự luật kích thích kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ đã thông qua hôm tháng 3 đó, thì các tiểu bang đã được phân bổ hơn 200 tỷ đô la để chi tiêu cho sự phục hồi kinh tế của họ sau đại dịch. Thì rất là nhiều tiểu bang còn dư tiền nhưng mà họ chưa có gửi ra cho người dân, thì các tiểu bang có thời hạn cho đến cuối năm 2021 để cung cấp tiền của họ cho các thống đốc đã bắt đầu sử dụng tiền mặt khi họ cảm thấy các tiểu bang của họ cần nó nhất. Điển hình như là tiểu bang California hiện là tiểu bang duy nhất đã gửi một loại check kích cầu bằng tiền của chính mình. California dư ngân sách và họ đã gửi tiền một đợt check 600, và lần này thì họ sẽ gửi số tiền là 500 hoặc 600 cho những cư dân có thu nhập 30.000 đến 75.000 mỗi năm. Thì số tiền này cộng thêm 500 phải trả cho các hộ gia đình có con cái phụ thuộc. Check lần thứ hai này sẽ được bắt đầu gửi ra vào tháng 9. Mà Kim nhắc lại một lần nữa, những cô chú bác và anh chị em nào đã nhận được tấm check 600 lần đầu tiên của tiểu bang California thì sẽ không đủ điều kiện để nhận được tấm check lần thứ hai này. Tiếp theo đó là Colorado sẽ gửi 375 đô la cho những người nhận được ít nhất một lần trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 24 tháng 10 năm 2020. Những người lao động có thu nhập cao hơn đủ tiêu chuẩn nhận hơn 500 đô la mỗi tuần trong trợ cấp thất nghiệp cơ bản sẽ không đủ điều kiện. Có nghĩa là những ai trong thời gian tháng 3 ngày 15 năm 2020 đến tháng 10 ngày 24 năm 2020 mà có nhận trợ cấp thất nghiệp thì sẽ nhận được 375 đồng từ tiểu bang Colorado. Những người nào đã nhận trợ cấp thất nghiệp với số tiền là 500 đồng mỗi tuần trở lên thì sẽ không đủ điều kiện để nhận số tiền 375 đồng này. Tiếp theo là tiểu bang Maryland đã thông qua luật cách đây vài tháng để bãi bỏ tất cả loại thuế của tiểu bang và địa phương đối với trợ cấp thất nghiệp và bao gồm các khoản thanh toán kích thích ngay lập tức là 500 cho các gia đình và 300 cho các cá nhân đã nộp đơn xin tín dụng thuế thu nhập kiếm được. Tiếp theo là New Mexico. Chương trình kích cầu của tiểu bang New Mexico đã dành ra 5 triệu đô la để phân phối cho những người New Mexico không đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán kích thích liên bang. Một số tiền tiểu bang đã quyết định sử dụng một số tiền liên bang làm tiền thưởng duy trì cho giáo viên của họ vì hầu hết các trường dự kiến sẽ mở trực tiếp trong năm nay. Những cư dân New Mexico không đủ điều kiện để nhận kiểm tra kích thích trước đó đã có thể nộp đơn xin một đợt cứu trợ mới từ Bộ Dịch vụ Nhân sinh của tiểu bang. Vào ngày 2 tháng 8, họ đã thông báo có khoảng 6.339 người nộp đơn xin một phần của phân bổ trị giá 5 triệu đô la và họ sẽ thanh toán một lần là 750 đô la cho 4.631 hộ gia đình có thu nhập thấp ở New Mexico bắt đầu từ tuần này. Thì trong cái bản tin này họ không đưa ra chi tiết là thu nhập bao nhiêu cũng như là vào đâu để apply. Thì Kim hy vọng là quý vị có thể tìm hiểu thêm ở tiểu bang của mình để xem những cái dịch vụ này coi mình có thể apply như thế nào nha. Và Florida thì một ngân sách mới thành luật vào tháng 6 bao gồm 1.000 đô la thanh toán trực tiếp cho những người phản ứng đầu tiên và các giáo viên. Theo khoảng 174.000 người trả lời đầu tiên và 175.000 giáo viên và 3.000 hiệu trưởng sẽ nhận được khoản tiền thanh toán này. Tiếp theo là tiểu bang Georgia thì tất cả các giáo viên và quản trị viên toàn thời gian sẽ nhận được ngân phiếu 1.000 đô la. Với giáo viên bán thời gian là part-time thì sẽ nhận được 500 đô la. Michigan thì mặc dù tiền thưởng duy trì như là Georgia và Florida vẫn chưa được vạch ra nhưng Michigan đã gửi khoản tiền thưởng 500 đô la cho các giáo viên của mình vào đầu năm nay. Tiếp đến là Tennessee. Chính quyền của tiểu bang Tennessee đã thông qua dự luật vào tháng 6 loại bỏ mức tăng dự kiến 2% và thay thế bằng tánh trách 1.000 đô la. Giáo viên bán thời gian nhận được 500 đô la. Những cá nhân đủ điều kiện sẽ nhận được check của họ vào cuối năm. Cuối cùng là tiểu bang Texas chưa xác nhận là khoản thưởng duy trì trên toàn tiểu bang nhưng một số học khu đang làm phần việc của họ cho giáo viên. Fort Worth và Arlington sẽ tăng lương 4% cho tất cả nhân viên của học khu. Các giáo viên Denton và ở Mansfield sẽ được tăng 2% và các nhân viên của Denton cũng sẽ được thưởng 500 đô la. Và ở Ivan, khoản thanh toán 2.000 đô la sẽ được phân phối cho nhân viên trở lại lớp học vào tháng 9. Thưa quý vị, bản cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tin Hoa Kỳ trong ngày của Kim. Đến đây Kim xin tạm dừng video và hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Kim mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.